Rồi, anh chị em cho phép Cường được hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em mong muốn mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ, càng đẹp và càng có nhiều tiền thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu trong số anh chị em mà mong muốn không những mình trẻ, khỏe, đẹp, có nhiều tiền, tự do, đúng nghĩa, đi du lịch vòng quanh thế giới và giúp đỡ được những người khác cũng đạt được những cái điều giống như mình thì giơ cả bàn tay. Yes, rồi, anh chị em chúng ta có thể xoa xoa hai tay vào nhau, xoa xoa hai tay vào nhau cho nó có năng lượng đúng không? Và high five, bạn đang có mặt ở đúng nơi rồi. Yes. Cảm ơn nha. Chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi hỏi xoáy đáp xoay của chúng tôi. Xin tự giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn Sức khỏe Siberia, là thành viên sáng lập ra S69, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay thì S69 chúng tôi đã cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể. Và cho phép Cường hỏi là thì anh chị em đang có mặt trên Zoom ngày hôm nay, không biết là anh chị em có yêu sức khỏe, có thích giúp đỡ người khác, có khát vọng tự do và có thích cùng nhau làm giàu tập thể không? Nếu mà có thích thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Vậy thì chúng ta là đúng là vũ trụ kết nối những người thích những cái giá trị tốt đẹp đó đến với nhau cái buổi sáng ngày hôm nay đúng không? Ấy, và S69 đang làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể, mang cái cơ hội làm giàu này, chia sẻ những cái giá trị tốt đẹp này, một cái cơ hội có thể nói gọi là tốt nhất trong những cái cơ hội tốt nhất, một cái cơ hội có 102 đúng không? Một cái cơ hội mà bản thân Cường học hai trường đại học, học thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, học báo chí ở Cộng hòa Liên bang Đức, có 9 năm làm nhà báo, có 3 năm rưỡi làm tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, có 4 năm 4 tháng bôn ba kinh doanh bên ngoài mình mới tìm được đấy, và mình mới hợp tác từ mùng 1 tháng 8 năm 2014 cho đến ngày hôm nay. Một cơ hội có thể nói là biến không thành có, biến âm thành dương, biến một người bình thường trở thành một người phi thường, một người có thể nghèo về mặt tiền bạc trở thành một cái người giàu có về đạo đức, về trí tuệ, về nghị lực, và đương nhiên tiền nó là phần thưởng đấy. Và kết quả thật là chân lý. Ngày hôm nay sau khi hợp tác với CV được 7 năm 2 tháng 20 ngày đấy, và phải nói là Cường hạnh phúc từng giây từng phút đi trên cái hành trình này, và đã S69 đã tạo ra rất nhiều những câu chuyện cổ tích ở thời hiện đại. Lớp 3 làm được nông dân, làm được bán cá, làm được nghỉ hưu, làm được 22 tuổi, làm được 26 tuổi, làm được đúng không, và dân tộc làm được, nông dân chính hiệu làm được. Bao nhiêu anh chị em tin tưởng là lớp 3 làm được, lớp 8 làm được, bán cá làm được, nông dân làm được, dân tộc làm được, mình bán những cái thứ khác mình làm tốt hơn thì ra ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Vậy thì các bạn đang có mặt ở đúng nơi rồi, và thực sự Cường rất là tri ân cái người anh đã chia sẻ cho Cường cái cơ hội kinh doanh này, và nhờ thông tin từ anh chia sẻ và cuộc đời của mình sang một cái trang sử hoàn toàn khác, sống một cuộc sống hạnh phúc và giàu ý nghĩa. Và cũng từ cái thông tin Cường nắm bắt đã có hàng vạn con người được bảo vệ, phục hồi sức khỏe, hàng nghìn anh chị em thay đổi tư duy, thay đổi chất lượng cuộc sống. Và ngày hôm nay anh chị em nào đó đang có mặt ở đây, có thể từ một quyết định của mình thôi, nhưng sau này hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu con người đã thay đổi nhờ từ cái quyết định của mình ngày hôm nay, đúng không? Đấy, và để tri ân cái người anh chia sẻ cho Cường cái cơ hội kinh doanh này, để tri ân những cái dòng sản phẩm nó mang lại cho mình một cái sức khỏe ở cái tuổi bước sang tuổi 46 luôn luôn vẫn tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết, làm việc không chưa cảm thấy mệt mỏi gì cả. Đấy, và tri ân cái tập đoàn Sức khỏe CV có một cái phương pháp kinh doanh siêu thông minh để chúng ta cùng nhau có thể làm giàu tập thể được, giúp đỡ chia sẻ với nhau, và mình nguyện mang tất cả những cái thời gian của mình, công sức của mình đó, những cái trải nghiệm của mình, những cái công nghiệm bản thân mình đã thành công và giúp đỡ những người đồng đội đồng hành cùng thành công để lan tỏa, để chia sẻ với các bạn. Và những ai đủ nhân duyên thì chúng ta cùng nhau kinh doanh với nhau. Chúng tôi tìm những người đồng tâm, đồng duyên, đồng chí hướng. Đồng tâm là gì? Là những người sống tử tế và thích giúp đỡ người khác, làm giàu chính trực dựa trên sự giúp đỡ giải quyết vấn đề cho khách hàng, cho thị trường, tiền là phần thưởng. Chúng tôi tìm những người có cùng duyên, có nghĩa là biết đến nhau rồi, đúng không? Và trân trọng cái nhân duyên này. Đấy, và tìm những người cùng chí hướng. Đó là gì? Đó là làm bất cứ một cái việc gì lợi mình, lợi người,
lợi chúng sinh ấy, làm lợi cho mình nhưng phải làm lợi cho người, làm lợi cho xã hội, cho đất nước, cho thế giới này và cho các cái muôn loài khác. Và đấy là những người sao gọi là những người đồng tâm đồng duyên và đồng chí hướng. Và nếu như chúng ta cũng có những cái chí hướng như vậy ấy, thì chúng ta cùng vào đây và kinh doanh phát triển dựa trên sự thật, phát triển dựa trên cái việc học phát triển cá nhân để tăng ý chí nghị lực, để tăng cái tình yêu thương của mình lên, để tăng trí tuệ của mình lên. Và kết quả kinh doanh đó là chân lý, chứ không phải kinh doanh là dựa trên sự lôi kéo người vào đây kinh doanh để gieo lòng tham. No, là chúng tôi không có những cái tư tưởng kinh doanh như vậy. Thế và chia sẻ ban đầu như vậy để tất cả anh chị em chúng ta cùng nắm được. Thế cho nên là ai mà có những cái đường hướng và mong muốn đi theo những cái con đường như vậy, đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau. Đấy, và cái chương trình này là chương trình dành cho những người đang tìm hiểu về Sibri. Chúng tôi sẽ ngồi đây để cung cấp những thông tin đầy đủ. Chương trình dành cho những người đang tìm hiểu mà chưa ra quyết định hợp tác cùng với CV và với S69, đúng không? Đấy, thì anh chị em có bất kỳ một câu hỏi nào, đấy, chúng ta có thể đặt câu hỏi. Còn chúng ta có điều gì nghi ngờ, chúng ta có thể nói lên. Chúng ta có điều gì nhìn ở cái góc độ quan điểm của mình, chúng ta có thể nói lên. Chúng tôi chấp nhận tất cả mọi quan điểm trái chiều, đúng không? Chấp nhận mọi ý kiến trái chiều. Và nó không không có đúng và không có sai. Đấy, và quan điểm của Cường là tất cả các câu hỏi đều là thông minh hết, chỉ có người trả lời có thể ngu. Đấy, thế cho nên là anh chị em hỏi thoải mái, được chưa ạ? Với tinh thần như vậy. Đấy, và cũng một cái tinh thần nữa là gì? Chúng ta đều là người Việt Nam, là con dân đất Việt máu đỏ da vàng, cho nên là có điều gì hay chúng ta phải chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Cái thứ hai là chúng ta đều là con cháu các vua Hùng, cho nên đều là anh em một nhà, đó, con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đấy, đây là tinh thần như thế, cho nên là không có gì ngại ngùng cả. Anh chị em mà có điều gì băn khoăn, muốn hỏi cứ bật micro. Đây chúng ta rất dân chủ, đúng không? À, thoải mái. Ok, và xin mời ai có câu hỏi đầu tiên, bật mic, nói tôi xưng tên và đặt câu hỏi. Xin mời. Ôi, À, vâng, xin mời bạn Nguyễn Thị Hoa Tiên. Yes. em xin chào thủ lĩnh ạ. Xin chào tất cả anh chị em trong phòng giơ mà em xin kết nối với cái bạn Lê Tiến Trung để gặp thủ lĩnh. Bạn có câu hỏi tại nãy bạn mới vừa coi chia sẻ OBB xong. À, bạn Lê Tiến Trung đúng không? Đấy. Và trước khi bạn Lê Tiến Trung bật mic thì Cường cũng không quên là nhân ngày 20 tháng 11, ngày Thầy giáo Việt Nam. Đấy. Và cái nghề của chúng ta ấy, cái nghề của chúng ta nó là cái nghề, nó không phải là cái kinh doanh buôn bán thông thường. Nghề kinh doanh của chúng ta bản chất nó là nghề giáo dục đào tạo, nó là ngành giáo dục khai sáng tiềm năng con người để mỗi một con người có thể phát triển không giới hạn, để mỗi một con người có rất nhiều những cái tiềm năng ở bên trong, chúng ta được truyền cảm hứng, được thắp sáng ước mơ ấy, và được hướng dẫn, được dẫn dắt, được dẫn đường để đạt được những cái ước mơ trong cuộc sống. Thế cho nên là nhân ngày 20 tháng 11, chúc cho tất cả các thầy cô giáo, những người đang truyền cảm hứng, những người đang thắp sáng ước mơ cho những người đồng đội, những người đồng bào của chúng ta ấy, có một cái ý chí nghị lực hơn người, có một cái trái tim lớn, gan to, đúng không? Đấy, và trí tuệ phát triển để chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Chúng ta không chỉ là, không phải là những thầy cô giáo đổ đầy, tức là chỉ nhồi nhét, học thì học, làm được gì thì làm, không ạ? À, chúng ta là những người truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt đấy. Và cái thước đo trong cái ngành giáo dục của hệ thống giáo dục S69 là những con người được chuyển đổi, là những con người sống một cuộc sống tốt hơn, là những con người giàu dũng cảm hơn, yêu thương hơn, trí tuệ hơn. Đấy là thước đo của hệ thống giáo dục S69, chứ không phải là điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Điểm chắc chẳng nói lên cái gì hết, đúng không? Đấy. Và tư tưởng của S69 là gì? Giỏi là phải giàu, chứ không tự hào giỏi mà nghèo, không tự hào. À, và đấy là tư tưởng tinh thần hệ thống giáo dục S69. Chúc mừng các thầy cô giáo một lần nữa. Rồi xin mời bạn 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 gì nhỉ? Hoa Tiên nhỉ? Dạ bạn Lê Tiến Trung anh. À, xin mời bạn Trung đúng không? Bật micro. Xin mời. Dạ, em xin chào thủ lĩnh ạ và tất cả các người ở trên Zoom ạ. Rồi, Với em là người mới nên là em cũng chưa biết được là mình giờ mình nên bắt đầu từ đâu và nó sẽ như thế nào. Cái vấn đề em đang thắc mắc em đang hỏi. à,
Và em cảm nhận như thế nào sau khi mà dự cái buổi chia sẻ OPP? Tại sao? Em cảm nhận như thế nào sau khi em dự cái buổi Zoom lúc nãy, lúc sáng? Dạ em cảm thấy thì em cũng hiểu được một chút về trong cái buổi lúc sáng, đó là mình biết được cái kinh nghiệm về mình làm nó như thế nào, với là mục tiêu mình làm tới là nó sẽ ra sao. Rồi. Trước Dạ. khi anh Cường chia sẻ cho bạn Trung cách bắt đầu như thế nào ấy, thì Trung muốn đạt được cái điều gì trong cuộc đời này, mặc Tất dù nhiên là là con người thì ai cũng vậy, tất nhiên là mình cũng phải là, tất nhiên là về kinh tế là đầu tiên rồi. rồi. Dạ. Và sức khỏe của con người nữa. Ok. À, cái công việc kinh doanh này mang lại chính xác hai thứ mà bạn Trung mong muốn, đấy là kinh tế và sức khỏe. Đã kinh doanh là phải hiệu quả, kinh doanh là phải hiệu quả, còn kinh doanh mà không hiệu quả thì tốt nhất là không có kinh doanh. Bởi vì kinh doanh ấy là do những cái việc mình mang lại giá trị cho thị trường, và cái hiệu quả kinh doanh là từ những cái giá trị đó mình đưa ra thì tiền nó là phần thưởng đấy. Nếu mà không có hiệu quả có nghĩa là những cái giá trị mình đưa ra thị trường nó chẳng có ý nghĩa, cho nên nó không có hiệu quả, đúng không? Rồi, thế thì ở đây vào bắt đầu công việc kinh doanh này rất trẻ, rất là đơn giản, nhưng mà bạn trẻ sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm năm nay 21 tuổi ạ. À, 21 tuổi còn rất là trẻ. À, học cái gì em? Em cũng đang kinh doanh bán hàng luôn, À, em bán hàng nhưng gì? mà em về vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng. Cái em bán hàng cá nhân hay em có một đội nhóm bán Bán hàng? hàng của công ty. Em bán hàng cho công ty. À, ok. Bây giờ thì em có muốn làm chủ công việc kinh doanh cho chính em? Có muốn không nào? Dạ, tất nhiên là muốn nhé. À, theo em một người bán hàng với lại mình có một đội 10 người, mình có một đội 100 người, mình có đội 500 người, mình có đội 1000 người bán hàng, theo em thì một mình bán hay là có đội bán thì tốt hơn? Tất là có đội bán là tốt hơn. Đội bán tốt hơn. À, tốt. Đấy, và cái phương pháp kinh doanh thông minh này giúp cho mình để tạo ra đội, để tìm những người cùng kinh doanh với mình. Thế bước đầu tiên rất đơn giản là đưa sản phẩm vào trái tim. À, công việc kinh doanh này người ta không trả tiền cho quảng cáo, tiếp thị, bán buôn bán lẻ. Tức là tập đoàn Simri không chia sẻ lợi ích với lại các cái cơ quan truyền thông giống như là đài truyền hình, giống như báo chí, giống như là báo mạng. Đấy, không chia sẻ quyền lợi với Google AdWords, với Facebook. No. Công ty Simri chia sẻ quyền lợi cho chúng ta là những người tiêu dùng yêu sản phẩm chia sẻ. Thì nhờ cái phương pháp kinh doanh này mà chúng ta mới có cơ hội để bắt đầu từ người tiêu dùng, và chúng ta có cơ hội để thay đổi bản thân và để làm giàu. Thế còn nếu theo kiểu kinh doanh truyền thống chỉ có ông truyền hình giàu thôi, các ông báo chí giàu thôi, các tổng đại lý giàu thôi, và người tiêu dùng không có cơ hội làm giàu, đúng không nào? Giống như bây giờ chúng ta mà mua cái điện thoại này ra thế giới di động, chúng ta không được quyền kinh doanh cái này, có phải không nào? Trừ khi chúng ta có tiền chúng ta mở cái cửa hàng điện thoại, và để có tiền mở cửa hàng điện thoại rất ít người có thể làm được cái điều đó, em hiểu chưa? Thế cho nên bắt đầu là gì? Bắt đầu là trở thành người tiêu dùng yêu sản phẩm chia sẻ, rồi sau đó vào đây học 6 bước đi 9 bài học để có tư duy của một nhà kinh doanh theo mạng, của một người xây dựng hệ thống kinh doanh. Và từ tư duy đúng này thì mình mới có hành động đúng, mình sẽ biết được những cái hành động như thế nào để chúng ta, để sau này mình hướng dẫn người khác. Và nhanh nhất học tập để tìm cho mình 5 cho đến 15 người khát khao có kinh tế và có sức khỏe giống như em. Bây giờ thử hỏi một chàng trai 21 tuổi, em có tin là em tìm được 5 cho đến 15 người muốn kinh tế tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn, em có tin không? Tin làm được không? Cái đó tất nhiên là mình phải là dựa vào niềm tin của mình thôi. À, ok, tốt. Vậy thì bước đi đầu tiên thì em nhờ bạn Hoa hướng dẫn cho em làm cách nào để, giống như em đi bán vật liệu xây dựng, em phải rất hiểu sản phẩm em mới bán được, đúng không? À, em phải hiểu lợi thế của cái sản phẩm vật liệu xây dựng của em so với lại của công ty khác em mới bán được. Em phải hiểu được cái vật liệu xây dựng của em để giúp cho người ta đạt được mục đích gì em mới bán được, đúng không? Tức là cái công dụng, cái tính năng tác dụng của cái vật liệu của mình ấy. Dạ Rồi đúng rồi. mình phải hiểu về cái chất lượng của nó,
cũng như phải hiểu về giá cả của nó, đúng không? Nó có cạnh tranh không? Nó có phù hợp với thị trường hay không? Nó có hợp lý hay không? Thì ship định thế, em phải hiểu là cái sản phẩm này nó mang lại cái lợi ích gì cho mình trước. Đấy. Nó có thật không? Nó có tốt không? Giá cả như vậy có chấp nhận được không? Đấy, và sau đó sao? Mình chia sẻ, tìm những người 5 cho đến 15 người cùng kinh doanh với mình nhá. Dạ. Ok. Dạ em cảm ơn. Rồi, chúc cho bạn trẻ mọi điều tốt lành. Cảm ơn bạn. Xin mời yes, xin mời anh chị em khác. Ai có câu hỏi? Bật mic. Nói tôi xưng tên, xin mời. Dạ em ạ. À, xin mời Đăng Lý. Dạ vâng, em xin chào thủ lĩnh, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Dạ em hôm nay có một bạn của em là đã xem về cái cơ hội chia sẻ cuộc sống rồi thì bạn đang có muốn giao lưu với thủ lĩnh, bạn là bạn Lanh thì có tên trên đây là Tâm Nguyễn thì xin mời bạn bật mic có thể giao lưu với thủ lĩnh quốc tế. Và bạn có câu hỏi gì xin mời ạ. À, xin mời bạn Lanh. Xin mời nào. Bạn Lanh nha, sẵn sàng thì bật mic. À, em chào thủ tính lính nhá. Nhưng mà hiện tại giờ em cũng mới vô ấy, em chưa biết là em hỏi cái gì nữa. Nên là cứ để cho em nghe trước tiên đã. Ừ. Dạ. Ok, thế thì chưa hỏi gì thì tính sau, nhưng mà em mong muốn đạt được điều gì trong cuộc sống này? Em đạt được cái mục đích mà em cần đạt. Đó là gì? Tất nhiên là một cái công việc nào đó để kiếm được thu nhập. Còn gì nữa không em? Để phục vụ gia đình thôi, em chỉ có vậy thôi. À, em muốn kiếm thu nhập bao nhiêu tiền một tháng? Em á? Em con người á. Nó vô bờ bến lắm anh ạ. Vô bờ em là bao nhiêu? Tham nhất với em đi xem là bao nhiêu. Nó nhiều lắm anh ạ. Em cứ nói đi là xem là CV có giúp được không và hệ thống S69 có giúp được không, mình phải nói đúng không? Thì chúng tôi là những người chia sẻ, chúng tôi sẽ chia sẻ thật là xem có giúp được không. À, nếu giúp được thì mới tìm hiểu chứ không giúp được thì chị rồi là chúng bao nhiêu một em thì bây giờ thu nhập của em bình quân có 10 triệu à. Ừ. Và em mong muốn bao nhiêu một tháng? Chỉ rất là khiêm tốn thôi, khoảng độ 2-3 triệu thôi. Nhưng mà nãy em nói là nhiều mà, là bao nhiêu? Thế thôi, em chỉ mong muốn 2-3 chục triệu vậy thôi. Tốt, ok, còn thế thì đều có giá của nó. Hệ thống S69 có thể giúp được và Cường có thể giúp được. Bởi vì sao? Bởi vì cái con số đấy bản thân Cường làm được, đúng không nào? À, giúp đỡ được những đồng đội làm được đấy. À, ở đây có, tất nhiên mỗi người bước vào đây có những hoàn cảnh xuất thân khác nhau, có những nền tảng khác nhau, có cái việc, cái hệ thống niềm tin ở bên trong mỗi người khác nhau, có chỉ số hành động khác nhau, cho nên đạt được cái mục tiêu của bạn ấy thời gian khác nhau. Có những người rất nhanh, thậm chí chỉ 1-2 tháng, có những người 4 tháng, có những người 6 tháng, nhưng có những người cũng phải mất đến 2 năm, có những người cũng phải mất đến 3 năm. Đấy thì tùy vào khả năng học tập và hành động của mỗi người khác nhau. Đấy, nhưng mà với cái con số bạn mong muốn ấy, ở đây lớp các bạn lớp 3 cũng làm được. 4 người học hết lớp 3 làm được. Có bạn nông dân chính hiệu ở Can Lộc Hà Tĩnh làm được. Đấy, có những bạn dân tộc ở Tuyên Quang làm được. Có những bạn dân tộc ở Sơn La làm được. Và theo bạn Lanh thì đấy, những người mà chỉ học hết lớp 3, nông dân, lớp 8 làm được. Bạn có tin là mình làm được? Tin không nào? Tin đúng không? Rồi ok, thế rồi. Giờ mình cứ tìm hiểu nhá. Có nghĩa là một con đường khả thi đúng không? Bởi vì đã có nhiều người làm được cái con số đó. Yes, rồi cảm ơn bạn. Tí nữa mà bạn có nảy sinh, phát sinh câu hỏi gì thì bật mic. À, xin mời anh chị em, ai có câu hỏi bật micro. Các chị hỏi được không? Các chị Trang hỏi được không? Vâng, chị Trang. Chị Trang là tư vấn viên rồi. Chương trình này dành cho những người chưa phải là tư vấn viên. Đấy, chị Trang sẽ dành trong
trong các chương trình đào tạo. Cảm ơn chị Trang. Đó. Còn nếu mà tí nữa không có ai hỏi thì Cường sẽ trả lời câu hỏi chị Trang. Rồi, xin mời anh chị em khác. Hoàng Thị Thu Hà có giới thiệu ai không em? Alo. Em không ạ. À, à không hả? Vâng, xin mời chú Chu Lợi. Rồi, tôi muốn hỏi này, bây giờ tôi muốn vào một cái hệ thống này thì đạt bao nhiêu để được có doanh số? Đạt bao nhiêu để có doanh số, tức là chú muốn hỏi là cái cách bắt đầu như thế nào hay là sao? Đúng rồi. Vâng. Rồi. Thế thì ở công ty Siberia ấy, là một cái công ty khi kinh doanh bắt đầu ấy, thì công ty không yêu cầu mua bất kỳ một cái gì hết. Đấy là về mặt công ty chú nhé. Vâng. Hệ thống S69 ấy, trong một cái quá trình hoạt động kinh doanh đúc kết đấy, và xây dựng những cái chiến lược kinh doanh để làm sao để giúp mọi người bắt đầu để kinh doanh thành công và có thể hướng dẫn người khác thành công ấy, thì hệ thống S69 đã đúc kết ra có hai cái cách bắt đầu. Ở đây là mang tính gợi ý chứ nó không phải là mang tính bắt buộc chú nhé. Rồi. Bắt đầu hoặc là bằng 100 điểm doanh số cá nhân, tức là khoảng 2,6 triệu. 2,6 triệu này thì chú sẽ sử dụng, sẽ được tư vấn là lấy những cái sản phẩm mà mang lại sức khỏe cho chú. Rồi. Có thể là những giải độc, có thể là những sản phẩm tăng miễn dịch. Đấy, có thể là bổ tim hay bổ não, ví dụ thế. Rồi. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là dành cho những cái người ấy mà muốn tin nhanh này, cảm nhận nhanh, chia sẻ nhanh, tạo ra kết quả kinh doanh nhanh, là bắt đầu bằng 200 điểm, tức là khoảng 5,2 triệu. Thế thì sử dụng những sản phẩm giống như cháu nói, nhưng mà bên cạnh đó sử dụng thêm những cái sản phẩm mà cảm nhận nhanh hơn, đẳng cấp hơn. Đấy, thì để sau đó khởi nghiệp kinh doanh, và kể cả hai cách bắt đầu này thì đều được giảm giá 25% và giảm giá vào cái ví điện tử để mình mua hàng cho đơn hàng sau. Đấy, thì cách nào cũng được. Thế còn nếu mà không, và không, tôi thích bắt đầu cách của tôi là không mua gì và vào kinh doanh vẫn được, là đấy là công ty cho phép. Nhưng mà để thành công ấy, để thành công thì đương nhiên, bởi vì sao? Bởi vì đây là bản thân Cường thành công rồi, đã giúp đỡ được rất nhiều người thành công, và Cường chia sẻ lại cái cách mình bắt đầu thành công đấy cho cả nhà cũng như là cho chú Lợi. Rồi. Rồi. Đã. Thế thì chú Lợi, sau khi nghe Cường chia sẻ thì chú muốn bắt đầu bằng cách nào? Tôi bắt đầu, tức là nói chung là tôi cũng đi được 2-3 công ty rồi. Vâng. Thì khi bắt đầu muốn gì chăng nữa, đây nó là cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Vâng. Thì mình bắt đầu là mình lấy dụ như là 2,5 triệu đấy. Vâng. Về trải nghiệm, nếu nó tốt mà dùng tốt thì mình sẽ truyền đạt cho mọi người cùng vâng. dùng. Vâng. Thì mình mới có sản phẩm được. Vâng. Theo như là tôi đi của cái Fina Group của EV đấy thì là nó phải là như thế. Vâng. Thì như cái bây giờ hôm nay là tôi mới vào thì tôi mới thăm hỏi rằng là nếu như mình phải đặt chương trình để tìm hiểu muốn gì gì là vẫn phải tìm hiểu chăm sóc sức khỏe mình đã, xong bắt đầu mới trải nghiệm với người khác. Vâng. Thì mới đạt được cái mức độ kinh doanh, thì nó sẽ truyền đạt lại cho những người xung quanh hoặc những người mình cần, có thể là truyền cho người ta cùng kinh doanh với mình. Dạ. Để mình đi lên nó càng nhanh. Vâng. Chứ đúng rồi chú ạ. Đã... À. Đúng rồi chú ạ nhá. Cái đấy đúng, nhưng mà nó chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ là có nghĩa được. Là mình dùng một cái chương trình đấy giống như chú nói 2,5 triệu hoặc 2,6 triệu. Bên cạnh trong xong quá trình trải nghiệm, mình phải vào hệ thống để mình học. Mình phải học đúng. Để hiểu về sản phẩm nó giúp cho mình cái điều gì. Mình học để mình hiểu là cái phương pháp kinh doanh này nó sẽ phát triển như thế nào, đúng không? Đấy, đấy, và song song quá trình đó thì nó giúp cho mình, khi mình hiểu biết ấy, mình sẽ có niềm tin lớn hơn. Đấy, và sau đó mình chia sẻ những người khác và người ta vào làm việc ấy, thì mình biết cách hướng dẫn cho người ta. Đúng không? Rồi. Vâng. Rồi, xin cảm ơn nhá. Vâng, chúc cho chú Lợi luôn luôn khỏe mạnh và sẽ kinh doanh thành công. Đấy, và cùng với lại chúng cháu có thể giúp đỡ được nhiều người có sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt. Đã. Cảm ơn. À, cảm ơn chú Lợi. Xin mời chị em khác. Xin mời.
Thủ lĩnh gọi hỏi em Phạm Thạch ở Hải Dương với ạ. Vâng, xin mời Phạm Thạch ở Hải Dương. Anh Phạm Thạch hay chị Phạm Thạch? Em Phạm Thạch, em gái ạ. Rồi, xin mời. Xin Dung ạ. Dạ, xin mời chị Phạm Thạch. Chị nói đi ạ. Anh ơi, em thì mới vào Chibiri được mấy hôm nhưng mà giờ thì em đang dùng sản phẩm của công ty mình nhưng em chưa biết cách kinh doanh để phát triển ạ. À, vào mấy hôm rồi là tư vấn viên rồi đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa mở mã số, chưa mở thẻ thành viên à? Có mở rồi anh ạ. À ok, mở rồi thì được công nhận đã là đấy, hoặc là người tiêu dùng khách hàng thường xuyên, hoặc đã được công nhận là tư vấn viên rồi. Thế bây giờ muốn biết làm thế nào, hỏi chị Phạm Oanh, nhanh nhất để học, học cái đầu tiên cần phải học, đấy là luật tôn vinh. Vâng. Nhập ra tùy tục, mình phải hiểu về cái luật tôn vinh của hệ thống S9 này này. Luật tôn vinh hay còn gọi một cách đơn giản là gì? Quy tắc hành xử. Đấy, vâng. Giống như là bây giờ chúng ta sống ở Việt Nam thì mình phải biết pháp luật của Việt Nam, đúng không? Đấy. Vâng. Rồi chúng ta bước vào một nhà nào đó thì mình phải biết được cái quy tắc của cái nhà đó. Là được đi dép vào nhà này, hay là phải để dép ở ngoài này, đúng không? Rồi vào nhà đó được hút thuốc hay không này, hay không được hút thuốc này, đấy, vân vân. Thế thì vào S69 cũng thế, có cái quy tắc hành xử của hệ thống. Đấy. Thì việc đầu tiên là mình học cái đấy, nắm cái đấy thật nhanh. Rồi sau đó mình học 6 bước đi 9 bài học. Mình sẽ biết được từng bước một, bước đi đầu tiên như nào. Bước 1, 2, 3 là người mới, em sẽ hay làm 3 bước. 1, 2, 3. Đấy, bước 1, 2, 3 là bước gì? À, chị Phạm Anh chia sẻ. Rồi học 9 cái bài đấy để mình có dần dần mình có tư duy của một nhà kinh doanh. Sau đó mình có tiếp cận cảm xúc của một người kinh doanh và sau đó mình hành động của một nhà kinh doanh theo mạng thì mới có kết quả. Em nhá. Chưa. Dạ. Rồi có gì chị Anh hướng dẫn bạn. Xin mời anh chị em khác. Xin mời cả nhà nào. Lâu lắm cường mới được nghe tiếng gà gáy. Ở Hà Nội này, được nghe tiếng gà gáy là một cái sự xa xỉ. Xin mời cả nhà. Em. Rồi xin mời em to hơn, to lên, tên gì? Dạ, em tên Hân, em sẽ đến từ Nha Trang, đảo Trí Nguyên. Ok, xin mời. KB, dạ. Dạ, em hỏi anh giúp, thủ lĩnh giúp chị em hỏi về cái vấn đề là em vô, ví dụ như em vô. Em là tư vấn viên rồi đúng không? Đúng không Hân? Dạ. À, dạ. Ok, buổi này không dành cho tư vấn viên. Đấy, nhớ nhá, đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi. Cảm ơn bạn Hân. Xin mời anh chị em nào mà đang tìm hiểu về Siri hoặc tư vấn viên thì có những người bạn đang tìm hiểu về Siri thì chúng ta bật mic giới thiệu. Xin mời. Dạ em được không ạ? Xin mời. Alo. Vâng, bạn nói to lên. Dạ xin lỗi, anh nghe được chưa ạ? Rồi nghe được rồi, bạn vé máy bay Võ Hiền đúng không? Dạ vâng, em chào anh và em chào các anh chị trong Zoom. Thì em đang sinh sống ở Sài Gòn, ở quận 10. Yes. Dạ. Cũng rất là cảm ơn anh Tuấn Hùng, một anh trai của em đã gửi cái link cho em và lần đầu tiên em vào cái tìm hiểu cái sản phẩm Siri này. Yes. Thì thực ra là em cũng là cô giáo tiếng Anh cho nên là em cũng đặt vào cái link của công ty em tìm hiểu sản phẩm. Yes. Thực ra trước đây thì em cũng có thông qua một vài cái ngành thực phẩm chức năng của nhiều ngành lớn. Yes. Thì để mà em chỉ hỏi một chút xíu cho nhanh không mất thời gian của anh á, là em đang vào cái link cái web của công ty thì tất cả các sản phẩm đều như là gọi là bảo vệ sức khỏe hoặc là hỗ trợ sức khỏe. Right. Nhưng mà thực ra mỗi một người họ sẽ có một cái gọi là cái bệnh, là một cái triệu chứng gì đó mà họ muốn bổ sung cho một cái bộ phận cơ thể nào đó, ví dụ mắt hoặc là tim hoặc gì đó,
nhưng mà trong cái sản phẩm như vậy mình ghi chung chung nó đều là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Rồi. Mà nó ghi nó ra là hỗ trợ bộ phận nào, ví dụ như vậy. Thì khi mà khách hàng của mình hỏi sản phẩm, ví dụ mình không có quá nhiều thời gian, mình từng người mình đưa cái link cho họ xem để họ tìm hiểu thôi vấn đề mua hàng là tại sao. Thì có những người khách hàng lớn tuổi hoặc những người mà họ không rành về tiếng Anh đó, có thể là họ sẽ bị nhàn, là bởi vì cái giá sản phẩm nó khác nhau và từng sản phẩm cái tên nó khác nhau, nhưng mà nó chưa ghi rõ là cái bộ phận nào hết. Yes. Thì như vậy làm cách nào để mà mình để cho cái cách nào để mà mình gửi cái link đó mà cho khách hàng họ xem và họ chọn được cái sản phẩm phù hợp. Thì em chỉ có thể là công ty có thể nốt thêm một cái vài tên trên cái sản phẩm trên cái web của công ty mình á. Ok. Dạ. À, cảm ơn bạn Võ Hiền, Teacher of English. À, bạn dạy tiếng Anh cấp mấy? Hay đại học? Trung tâm thì tiếng Anh thì học trò nhỏ em cũng có, học trò lớn em cũng có. Thế hả? Rồi, dạ. Hay quá, Cường cũng là dân ngoại ngữ chuyên nghiệp ra. Rất là vui. Dạ. À, dạ. Để trả lời câu hỏi của bạn Võ Hiền thì đơn giản như này này. À, vào đây ấy, mình sẽ được học tập để trở thành một nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp. À, đấy, thế cho nên là những cái câu hỏi của bạn thì nó dễ như là hơi thở thôi. À, rất là dễ khi mà mình bước vào đây rồi, mình học tập, mình được mình hành động thì nó rất dễ. À, nguyên lý nó rất đơn giản như này. À, giống bây giờ Cường hỏi bạn Hiền nhé. Bây giờ ví dụ như bạn Hiền, bạn uống vitamin A đúng không? Thế mình cái chữ vitamin A ấy, mình uống vào đấy, nhưng mình có bảo cơ thể là tao uống vào xong mày lên cái mắt này, mày làm sáng mắt cho tao, có không? Có không nào? Dạ không. Không đúng không? Đấy. Hoặc là mình uống cái canxi chẳng hạn. Mình bảo canxi ấy, khi mà tôi uống vào cái canxi, nhớ là ví dụ chỗ xương khớp nào đau hay là cho cơ tim nó chắc hay thành mạch nó chắc ấy. Có không? Chắc chắn cũng không đúng không? Đấy, thế thì nó rất đơn giản. Các nhà khoa học của Nga ấy, họ biến được tất cả những thứ vô cùng phức tạp trên đời này trở về đơn giản. Để giúp cho con người bảo vệ sức khỏe và phục hồi sức khỏe một cách hiệu quả cao. À, thế thì để làm được cái điều đó thì các nhà khoa học Nga họ đã nghiên cứu rất kỹ. Họ có các cái chương trình khoa học, và sau này vào đây bạn Võ Hiền sẽ tìm hiểu, họ sẽ có những cái chương trình khoa học chỉ họ có thôi. Và những nơi khác không có. Họ nghiên cứu lý do tại sao người ta lại bị bệnh này, làm nào để con người sống khỏe, trẻ đẹp, trường thọ này, tại sao người ta lại bị bệnh A, bệnh B, bệnh C này, làm cách nào để sống trường thọ này, sống vân vân, đấy, làm nào để hạn chế tối đa rủi ro bệnh tật. Thế thì cái sự nó rất đơn giản như này, bạn nói hiện này. Một là phần lớn con người sống bị bệnh hoặc là nửa ốm nửa khỏe hoặc là không khỏe như mong muốn ấy, thứ nhất là do chất độc. Cái thứ hai là do ăn uống từ môi trường này này, ăn độc, uống độc, hít thở độc, cộng với lại những cái thứ chúng ta ăn vào bây giờ ấy, nó cái thì thừa, cái thì thiếu, nó gây ra làm cho hệ miễn dịch suy giảm. Thì sản phẩm CV có những sản phẩm thải độc này, tăng miễn dịch này, rồi nó làm mất cân bằng trao đổi chất. Ví dụ thừa đạm thì bị very good đúng không nào, thừa lipid, cholesterol xấu thì liên quan đến tim mạch đấy. Thế thì rồi thiếu, ví dụ như thiếu các cái khoáng chất, ví dụ như canxi đi, rất đơn giản nó bị thoái hóa, loãng xương rồi vân vân. Thế thì CV họ chỉ cần làm mỗi một cái việc là gì? Một là giúp cho cơ thể, làm cho các cái cơ quan chức năng làm việc đúng chức năng của nó để thải độc ở cấp độ tế bào. Cái thứ hai là để tăng miễn dịch lên. Đấy, và cái thứ ba để cân bằng trao đổi chất. Cái gì thừa thì nó chuyển hóa, nó đào thải đi, cái gì thiếu nó bổ sung. Và khi cơ thể cân bằng thì cơ thể nó khỏe mạnh. Đấy, nguyên lý nó là như thế. Đấy, cho nên và trên, vì vậy trên sản phẩm nó không có ghi gì. Nếu mà mình ghi ấy, bởi vì là một mũi tên nó trúng rất nhiều đích, nếu mà ghi vào thì nó lại không đủ, đúng không? Thế thì nó lại thiệt thòi cho cái người tiêu dùng. Vì vậy với Sibri là những người tiêu dùng được giáo dục, là những người tiêu dùng có hiểu biết. Đấy, và nhiệm vụ đó chính là nhiệm vụ của các nhà kinh doanh theo mạng của chúng ta, để giáo dục, để hướng dẫn người sử dụng hiểu biết. Thế còn một cái link ấy, cái link thì nó không thể truyền tải được đủ. Mà trong câu chuyện kinh doanh ở đây này, là nó đi từ trái tim đến trái tim. Ví dụ Võ Hiền vào uống trước và sau như thế nào thì kể cho người ta cái câu chuyện thật của mình.
cái sự trải nghiệm của mình, có phải không nào? Và từ cái câu chuyện của mình đó, người ta quan tâm thì người ta tìm hiểu kỹ. Chứ bây giờ mình gửi một cái link, người ta chả biết nó là cái gì cả, thì cho nên nó không hiệu quả. Và như vậy, và ở đây chúng ta cũng dần dần vào đây chúng ta sẽ được học bán hàng là gì. Bán hàng là tư vấn, bán hàng là giúp đỡ, bán hàng là phục vụ khách hàng, bán hàng là giáo dục khách hàng để khách hàng hiểu và trân trọng những cái giá trị, những cái sản phẩm để được sử dụng. Đấy. Và từ đó thì khách hàng đạt được hiệu quả như mong muốn và yêu sản phẩm và yêu cái người tư vấn là chúng ta. Đấy. Thế thì từng bước một, bạn Võ Hiền cứ yên tâm, hãy bắt đầu từ chính mình. Rồi vào đây có tất cả các câu trả lời cho bạn. Bạn Hiền nhá. Em cảm ơn anh. Yeah. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin mời anh chị em khác. Đỗ Đức Luận thấy bật mic. Có giới thiệu gì ai không em? Đỗ Đức Luận. Không đúng không? À. Ok, vì thấy em bật mic. Xin mời anh chị em khác ạ. Đội anh Nguyễn Thanh Bình ở Sài Gòn. Đội anh Nguyễn Thanh Bình ở Sài Gòn có giới thiệu ai không anh Bình? Alo. Xin mời. Alo, hôm nay xin thủ lĩnh chia sẻ cho bạn Phạm Thị Hiền ạ. Bạn Phạm Thị Hiền là cô giáo ạ. Hôm nay là ngày cô giáo nên là muốn thủ lĩnh chia sẻ với bạn Phạm Thị Hiền ạ. À, xin mời bạn Phạm Thị Hiền. Hiền ơi. Dạ vâng. em chào các anh chị trong Zoom. Hôm nay thì em mới được chị Hoa giới thiệu vào Zoom, thì em cũng mới vừa vào nghe thì em cũng rất là muốn được chia sẻ từ thầy và các anh chị trong Zoom. Bạn Hiền có câu hỏi gì không? Em thì em cũng đang tìm hiểu về sản phẩm nên em cũng chưa rõ lắm, nên em mới vào thì em chưa biết là như thế nào ạ. À, vừa rồi Cường có chia sẻ về tính năng tác dụng của sản phẩm với bạn Võ Hiền ấy, bạn Phạm Thị Hiền có nghe không? Dạ, em lại vừa mới vào xong em cũng không có. Ừ, ok. Vừa mới vào được. Ok, rồi thế thì Cường sẽ mời một thủ lĩnh ở đây chia sẻ lại cho bạn nghe nhé. Xin mời thủ lĩnh Bùi Thanh Hương chia sẻ nguồn gốc xuất xứ và tính năng tác dụng sản phẩm và Thanh Hương sử dụng sản phẩm ngày hôm nay trẻ khỏe như thế nào, kể cho bạn nghe. Xin mời. Em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay. À, thực sự thì đến với Siberia thì em cũng xin giới thiệu qua một chút để cho chị Hiền và các anh chị em mới tìm hiểu Siberia được nắm được ạ. Em vào đến Siberia thì trước khi vào Siberia em là một người làm công ở ăn lương ở trong môi trường nhà nước, cũng chưa hề biết kinh doanh MLM và kinh doanh theo mạng cũng như là kinh doanh truyền thống, là em cũng không có một cái tư duy nào về cái điều đó cả. Thì tuy nhiên thì vào trong hệ thống S69 này thì được các anh các chị, những người thủ lĩnh đi trước hướng dẫn và chỉ bảo cho em, thì ngày hôm nay thì sau 13 tháng thì em đã lên nước thang thứ 9 trong 14 nước thang sự nghiệp của Siberia. Và vào đến Siberia này thì cái vùng nguyên liệu thì em vô cùng là thích, bởi vì là nó là vùng nguyên liệu của ông trời trồng chứ không phải là do con người trồng, hầu hết 90% là do ông trời trồng. Và nó có diện tích gấp 40 lần diện tích Việt Nam, và nhiệt độ mùa đông thì xuống đến -40°C, xuống đến -60°C, và mùa hè thì lên đến 40°C. Cái nhiệt độ đó thì con người sống cũng khó, nhưng mà thực vật thì ở đây thì họ sống, nó sống được. Và chính vì thế nên cái tính thảo dược của nó rất là mạnh. Và bên cạnh đó thì nó có một cái nền tảng khoa học rất là tuyệt vời, có các hơn 100 nhà khoa học bản quyền, rồi có 3 tổ hợp nhà máy dây chuyền sản xuất, và giá thành sản phẩm của nó hoàn toàn là hợp lý. Đấy, chính vì thế thì trong cái quá trình để trải nghiệm sản phẩm thì lúc đầu tiên vào đây cũng giống như các anh các chị em, thì em cũng được những người hướng dẫn của mình chia sẻ để trải nghiệm sản phẩm, xem sản phẩm nó có thực sự tốt hay không. Thì bản thân cá nhân em thì trước khi vào đây thì em là người cũng là có sức khỏe, cái hệ miễn dịch của mình yếu và nó không được tốt lắm. Thì gần như là một tháng thì em có cái thẻ bảo hiểm ở bệnh viện Hoàng Nhai, ai mà ở Hà Nội thì biết bệnh viện Hoàng Nhai rồi, em đến đấy là
không cần phải trình chứng minh thư nữa, chỉ đưa giấy bảo hiểm thôi. Thế thì tuy nhiên vào trải nghiệm sản phẩm này thì bây giờ cái hệ miễn dịch của mình lên rất là tốt, và mình làm việc có thể nói rằng từ sáng, từ 5 giờ sáng tham gia cùng hoạt động cùng với đội nhóm đến 10 rưỡi đêm thì rất là khỏe. Nên là đấy là cái về cái vùng nguyên liệu và cái sao xong một quá trình về trải nghiệm sản phẩm của em đối với lại công việc này. Nên là các anh các chị em, những ai mà mới vào tìm hiểu thì cái việc đầu tiên của công việc này thì mình cứ trải nghiệm sản phẩm để mình cảm nhận thực sự sản phẩm nó có tốt không, nó tốt như mọi người chia sẻ không. Sau đó thì mình đi mình chia sẻ cái câu chuyện của mình thôi, chỉ cần mình chia sẻ chính xác cái câu chuyện của mình, không cần thêm, không cần bớt đi, thì mình lan tỏa cái giá trị này đến cái cộng đồng. Và cũng giống như em ngày hôm nay thì bằng một cái thông tin nhỏ của thủ lĩnh quốc tế Trần Thị Kim Dung là đã trao cho em cái cơ hội này để bảo vệ sức khỏe, cũng là lan tỏa ra cộng đồng, thì ngày hôm nay thì hệ thống của em đã lên gần 1.000 người sau hơn 2 năm đồng hành cùng với Siberia. Và lúc đầu tiên thì vào đến Siberia thì em làm công ăn lương nên chỉ có thu nhập mà khoảng độ chục triệu thôi. Đến những ngày hôm nay thì mình đã có những cái xét thu nhập rất là ngưỡng mộ, mà mình thực sự là ở làm công ăn lương thì cả cuộc đời của em không bao giờ mơ được. Ngày hôm nay thì em đã chính thức nghỉ cái công việc làm công ăn lương của một công ty của Bộ Xây dựng mà 60 năm kinh nghiệm để tập trung hoàn toàn vào với Siberia, coi Siberia là một sự nghiệp cho bản thân mình sau này. Rất là cảm ơn thủ lĩnh quốc tế đã cho em chia sẻ với lại các anh chị em mới tìm hiểu Siberia ngày hôm nay ạ. Nhân tiện đúng không? Đằng nào cũng đang chia sẻ rồi, Thanh Hương có thể chia sẻ là cuộc đời mình sức khỏe, sắc đẹp và cuộc đời mình thay đổi như thế nào xong trong vòng 2 năm. Dạ vâng. Thế thì về sức khỏe em cũng vừa chia sẻ xong thì em khỏe lên từ ngày ấy. Trước đây thì nói thật là em đi ở cơ quan ấy mà đi 2-3 vòng cầu thang mà đi photo cho sếp tài liệu thôi, là hôm đó em rất là mệt, mà về đến nhà là con ruồi cũng không muốn đuổi ạ. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì vừa nãy là em chia sẻ đấy, từ 5 giờ sáng cho đến 10 rưỡi đấy để em tham gia hoạt động với đội nhóm mà một cách rất là kỷ luật và rất là đều đặn thì đấy rất là khỏe. Còn nói về đến cái sự thay đổi về cuộc đời của mình ấy, thì chắc là nếu như mà làm cái công việc cũ ấy, thì cả đời em chẳng bao giờ nghĩ đến xe hơi đâu, mà nhất là ở trên cái đất Hà Nội này, hàng tháng thì phải chi phí trả gửi tiền xe đã hơn 1 triệu rồi đấy. Thế còn lại bây giờ thì sau 13 tháng thì em đã bước chân vào dự án xe hơi và đã lấy một chiếc xe hơi bông tuyết, hình bông tuyết Kia Cerato. Và ngày hôm nay đó thì đấy là về cái chất lượng cuộc sống và có những cái thu nhập cho bản thân mình và gia đình nhà mình. Thế thì trong cái thời gian Covid vừa qua thì mọi người, các doanh nghiệp đã đóng cửa hoàn toàn, nhưng mà chúng em ở nhà thì ngồi một chỗ kinh doanh toàn cầu á, thì doanh nghiệp của ngày mình càng ngày càng một phát triển. Và về cái đó là đấy là về phần vật chất. Thế còn lại về phần tư duy là như thế nào, thì em là trước đây em là làm công ăn lương ấy, em là người rất là hay kêu ca phàn nàn và là người mà gọi là có thể nói rằng là ở dưới dòng kẻ. Thực sự mà vào đây bây giờ nói dưới dòng kẻ thì nhiều anh chị em không biết, bởi vì em cũng thế. Thời điểm đầu tiên là nói dưới dòng kẻ với trên dòng kẻ em chẳng hiểu gì. Nhưng mà mình cứ tạm hiểu là con người kêu ca phàn nàn hay đổ lỗi oán trách và không chịu trách nhiệm bản thân với chính bản thân mình. Và ngày hôm nay thì vào đến Siberia S69 thì em hiểu được rằng là tất cả vạn sự là tại mình, tất cả là tại mình, dù có đúng có sai, và mình luôn luôn chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Và từ đó thì mình hoàn toàn thay đổi tư duy. Và mình hoàn toàn, khi mà mình thay đổi tư duy thì mình sẽ hướng dẫn được các con của mình có một cái tư duy cũng làm việc và tất cả mọi thứ thì không đổi cho do hoàn cảnh, do số phận hoặc là do trời thế này, do trời thế kia. Chính vì thế nên là cái tư duy của mình và gia đình nhà mình cũng thay đổi một cách ngoạn mục ấy. Và rất là hạnh phúc. Và chồng em cũng thế. Chồng em thì lúc em vào đây thì anh cũng phản đối công việc này. Nhưng mà sau khi làm việc thì thấy vợ ngày một thay đổi một cách tích cực, thì anh cũng vào tìm hiểu và tham gia. Thì ngày hôm nay thì hai vợ chồng cũng đồng hành cùng với Siberia và cũng coi Siberia là một sự nghiệp. Thì đây nó là một cái sản phẩm, nó chỉ là một cớ một sản phẩm thôi, nhưng mà mục đích chính của nó là đào tạo về con người. Và cái sự thay đổi một con người nó vô cùng là tuyệt vời các anh chị em ạ. Nên là cái cơ hội ngày hôm nay, nếu như anh chị em có một lần đã được nghe ai chia sẻ rồi thì hãy tìm hiểu một cách gọi là 72 tiếng đấy. Nếu mà lâu nhất ấy, là 72 tiếng, chứ còn không thì chỉ cần 24 tiếng thôi. Thì chúng ta hãy ra quyết định cho chính bản thân mình để tìm hiểu vào đây. Đây là một môi trường mà có thể giúp cho mình có sức khỏe. Nhưng mà bên cạnh đó là mình, cái quan trọng nhất là mình giúp cho được cả gia đình của mình có được một cái tư duy, có một cái nền sức khỏe và một cái tư duy tốt. Và nó giúp như là cho một cái nhân tố của xã hội ạ, có một nhân tố tích cực.
Đó thì em xin chia sẻ một đôi điều như thế ạ. Vâng. Ok, cảm ơn thủ lĩnh Bùi Thanh Hương rất là nhiều. Sau khi Bùi Thanh Hương chia sẻ, bạn Phạm Thị Hiền cảm nhận thế nào? Dạ vâng, cảm ơn cái chia sẻ của bạn Bùi Thanh Hương. Thực sự thì hiện tại bây giờ thì em cũng đang là một người làm công ăn lương, là một giáo viên mầm non thôi ạ. Yes. Cũng chưa biết gì về kinh doanh và cũng chưa biết gì về các cái công nghệ ở trên mạng xã hội đâu ạ. Thì cũng hôm nay được chị Xuân Hoa giới thiệu vào Zoom thì em cũng sẽ lắng nghe và em sẽ tìm hiểu và rất mong được các anh chị giúp đỡ và hỏi thêm ở các anh chị ạ. Ok, đấy, và đây bạn có những cái yếu tố cơ bản đầu tiên để thành công. Yếu tố số 1 là nữ, ở Siri ấy, nữ thành công rất nhiều. Tất nhiên là nam cũng có nhiều nhưng mà nữ đông hơn. Yếu tố số 2 là cô giáo. Thế thì mình cũng quen cái việc là hướng dẫn dạy rồi, đúng không? Dạy cái đội mầm non mà mình còn dạy được ấy, thì vào đây để hướng dẫn người khác nó dễ hơn. Đấy. Thế nhưng mà nó có một thứ thách thức hơn. Đấy là gì? Đấy là mình chưa bao giờ kinh doanh ấy. Thì vào đây mình sẽ hiểu bản chất thực sự kinh doanh là gì. À, mình hiểu doanh nhân là gì, doanh nhân khác con buôn nó như thế nào. Và mình làm đúng cái nghề này. Và cái nghề này nó là nghề thầy cô giáo truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Đấy. Sau này, dù nếu kể cả bạn đang làm cô giáo mầm non ấy, mà nếu bạn cũng hiểu là nhiệm vụ của một cô giáo không chỉ là dạy dỗ đúng không? Mà còn truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ để các bạn sống tích cực này, vui vẻ này, có ước mơ này. Đấy là một cái điều rất tốt. Thế thì vào đây chỉ cần chuyển từ cô giáo mầm non sang cô giáo truyền cảm hứng thắp sáng và dẫn dắt thôi, cuộc sống sẽ tiến lên và bạn sẽ thấy là tại sao nó lại có một cái con đường sáng như thế. Hãy tin ở cái độ trải nghiệm. Rồi bạn Hiền có gì hỏi lại người hướng dẫn cho bạn nhé. Yes. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Hiền. Xin mời anh chị em khác ai có câu hỏi bật micro. Không biết là sau một hồi nghe từ nãy đến giờ bạn Lanh đã có câu hỏi gì cho mình chưa? Bạn Lanh mà có nick là Tâm ấy, đúng không? Em cũng giống như mình đó, em không biết là em phải tìm hiểu sản phẩm. Ví dụ như bây giờ mới nghe là sản phẩm nó là cái như thế nào, cái tiếng của em nó phập phù quá, không hiểu lý do tại sao. Em kiểm tra cái mic xem hay là do cái gió quạt. Ý em nói là em cũng mới nghe cái chị thủ lĩnh gì chia sẻ về Thanh Hương. Thì em cũng giống như các chị thôi, ý là mới vào ấy thì cũng không biết được là chưa biết gì về cái sản phẩm của mình ấy. Nên là cũng vẫn rất còn bỡ ngỡ. Thế nên là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà em muốn thầy tư vấn ví dụ như anh trai của em á, mà bị đau như thế thì thực là liệu mình dùng cái phẩm đó, ý là nó có thể trong khi mình dùng cái sản phẩm đấy có thể là nó sẽ hết, nhưng mà sau khi mà không dùng nữa, ví dụ như một liệu trình khoảng độ mình xài 2-3 tháng, mình uống trong vòng 2-3 tháng thì nó hết, nhưng mà sau khi mà uống 2-3 tháng sau ấy thì liệu nó có gọi là hỗ trợ điều trị vĩnh viễn không ạ? Anh trai em làm sao? Anh trai em thì bị đau lưng này, đau nhiều khi không đứng thẳng được ấy, đi còng như bà còng thôi á. Ok, đã đi chụp cộng hưởng từ bao giờ cho em? Thực ra thì anh ở ngoài Bắc, em ở trong Nam cơ, nhưng mà em cũng bảo anh ấy là đi chụp, thì anh cũng bảo là đi chụp rồi, nhưng mà không, mà cứ lâu lâu ấy nó lại bị đau, nó không kêu lên được luôn. Ok, đau,
Rồi, cảm ơn em. Và chúc mừng cho anh trai em có một người em gái mà rất là thương anh. Thế thì vào đây ấy, vào đây em sẽ được học là trí tuệ đi trước và tình thương theo sau. Có nghĩa là mình phải muốn giúp được người khác ấy, phải giúp được mình. Mình giúp được mình sẽ giúp đỡ được người khác. Mình có niềm tin, mình mới có thể truyền được niềm tin cho người khác. Đúng không? Mình có sự hiểu biết, mình có thể giúp đỡ được người khác hiểu biết được. Thế thì những cái câu hỏi vừa của em vừa rồi nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà trước khi để sau này vào đây rồi em sẽ giúp được anh trai em ấy, em có hỏi là phải bắt đầu như thế nào. Đấy thì cường mời một nhà tư vấn chuyên nghiệp. Đấy, ngày xưa bạn ấy cũng làm công ăn lương. Đấy, vào đây một thời gian bạn ấy đã có xe hơi, bạn đã giúp được đỡ rất nhiều người. Thì bạn ấy chia sẻ cái cách bạn ấy bắt đầu như thế nào. Đấy, để cho bạn tham khảo. Đấy, và nếu bạn thấy là bắt đầu như thế và sau một quá trình hành động con người thay đổi, cuộc đời thay đổi, đúng không? Có xe hơi, em thích câu chuyện đó thì em hãy tìm hiểu để em bắt đầu. Bạn Lanh nhé, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Lương Thị Phượng chia sẻ. Rồi, được rồi. Ok, em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Mỹ Cường. Và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11, thì kính chúc cho anh cũng là một người thầy dẫn đường của hệ thống, và cảm ơn anh rất là nhiều. Thì từ khi em vào hệ thống S69, cuộc đời em thay đổi rất là nhiều, từ một cái người rất là nhút nhát và cơ thể nói chung sức khỏe không có tốt, mà ngày hôm nay thì đã có một sức khỏe tốt, tự tin và cũng có được xe hơi. Và cái câu hỏi của bạn Tâm á, sao em thấy giống y như trang như em ngày xưa, tức là ngày xưa cũng từ cái việc là em cũng đi tìm cho anh trai của mình một giải pháp về sức khỏe. Bởi vì bạn Tâm biết là trước đây là Phượng cũng là một người làm công ăn lương, và anh trai của Phượng á là anh trai cả trong gia đình, mà anh cũng bị bệnh rất là nhiều luôn, và thấy bố mẹ cũng rất là buồn về cái việc của anh trai và Phượng đi tìm. Và cái Trương Huy Cường á cho lời khuyên với bạn thì thật là rất là chính xác. Bạn cần phải đi vào con đường này, bạn cần phải trải nghiệm và bạn cần phải tìm hiểu. Bởi vì sản phẩm là cách mà ở bên trong của cả nhà nghe được Phượng nói không ạ? Tại vì internet bên Phượng nó hơi bị có lỗi một tí đúng Nó không ạ? hơi giật một chút. Bây giờ em nói lại đi xem nào. Đường truyền nó hơi lắc Phượng ạ. Lại mạng một chút. Rồi. Ok rồi, Ok, được rồi. cả nhà nghe lại được chưa? Yes. Ok, xin lỗi cả nhà một chút. Thì Phượng nhắc lại một chút về cái hồi nãy cái lời khuyên của anh Trương Huy Cường. Ủa sao Phượng thấy em nó bị đứng nữa rồi? Rồi, em cứ nói đi, lúc nào mà không nghe được thì anh sẽ nói. À, dạ rồi, ok. Thì Phượng muốn nói lại một chút xíu á, là mình bắt đầu mình cứ lo cho người khác mà mình quên đi cái việc là mình bản thân của mình phải là người trải nghiệm trước, mình phải là người tìm hiểu trước, phải kỹ trước. Bởi vì bạn Tâm biết không, cái thời điểm đó nhá, nếu như Phượng không phải là người tìm hiểu, Phượng không trải nghiệm trước, Phượng sẽ không giúp anh trai mình vượt qua được. Bởi vì bệnh của anh á, nó thuộc về cái bệnh mãn tính này, khi mà uống vào á anh sẽ bị đào thải và nó trải qua một quá trình thanh lọc, nó làm cho anh bị khó chịu, và lúc đó anh không có sự hiểu biết về cái sản phẩm mà bản thân mình lại chưa trải nghiệm nữa, là mình sẽ không có niềm tin để giúp anh vượt qua. Hơn nữa khi mà bạn vào đây này, bạn tìm hiểu ấy, bạn tìm hiểu á để giúp được bản thân mình, giúp được nhiều người khác, từ đó bạn có cái thu nhập, bạn có cái thu nhập nữa, bạn thay đổi được bản thân của mình, từ đó bạn sẽ giúp cho anh trai của mình tốt hơn. Cho nên lại rằng sản phẩm series sẽ giúp được anh trai của bạn, nhưng với điều kiện phải chính bản thân của bạn là bác sĩ của anh trai mình, không phải là một người khác. Và những cái kiến thức ngày hôm nay, thay vì người khác sẽ trả lời cho bạn, thì bạn vào series bạn tìm hiểu, chắc chắn bạn sẽ trả lời được những câu này luôn, chứ không cần phải một người khác đâu. Vì series á rất là, vì những cái thứ phức tạp thì các nhà khoa học họ đã xử lý hết rồi, chúng ta chỉ hiểu nguyên lý là chúng ta có thể sử dụng. Và cái quan trọng nữa, mình phải uống nó vào người, mình cảm nhận được nó thay đổi như thế nào, thì từ đó mình mới có niềm tin thêm thôi. Và cái hơn nữa đó là bạn có thể giúp cho anh trai của mình có được một công việc tốt hơn, có một môi trường tại Siri, đó là một cái điều nó còn tuyệt vời hơn nữa bạn Tâm ạ. Đó là những cái chia sẻ từ cái tận trong trái tim của mình, vì mình thấy là Tâm rất là giống của mình luôn á. Không biết là Tâm đang ở đâu, mình thì đang ở Bình Dương, biết có gần nhau không?
Lương Phượng cho anh hỏi là khi em bắt đầu ấy, em trải nghiệm sản phẩm như thế nào cho bản thân em? À, dạ, thì ban đầu em là một người cũng khá là kỹ tính. Em sử dụng từ ban đầu là em sử dụng những cái dòng mỹ phẩm bên ngoài thì em thấy rất là ok. Sau đó là gì em dùng sản phẩm dành cho hồi xưa em bị thoái hóa hai đốt sống cổ này. À, thoát vị hai hai đốt sống cổ và thoái hóa hai đốt sống lưng do mình làm về bên IT và mình làm về kế toán nhưng mình ngồi nhiều nên mình bị như vậy và em dùng thì em cảm nhận được rồi về cái hệ thần kinh của mình hồi xưa nó cũng có vấn đề cho nên là dùng thì mình cảm thấy ngủ rất là sâu ngủ sâu và mình cảm nhận được sức khỏe của mình nó thay đổi tuy nhiên là cái thời điểm đó mình cũng cảm nhận được cái sự biến chuyển của nó trong cơ thể của mình mới ban đầu thì nó cũng khó chịu lắm mới ban đầu uống vào là cái đầu của mình nó đau nhiều hơn cái khớp xương của mình nó cũng đau nhiều hơn nữa nhưng mà được một cái dù là nó đau nhưng mà nó đau theo cái kiểu không giống như là đau trước khi uống thuốc đâu trước khi uống siri đâu ví dụ như á là khi mà Phượng uống về cái Neurovision á nó cái đầu Phượng nó đau đau lắm luôn đó cả nhà tại vì ngày xưa Phượng đã từng bị trầm cảm ấy cho nên cái hệ thần kinh của Phượng nó cũng bị có vấn đề thì khi mà Phượng uống là Phượng khó chịu lắm nhưng mà khi mà Phượng ngủ được á ngủ rất là sâu Phượng ngủ rất là sâu và khi mà tỉnh dậy thì cái mình rất là tỉnh táo trong trạng thái rất là tỉnh táo và mình biết rằng đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời từ đó là mình cũng đã tự tin để cho anh trải nghiệm rồi và anh trai của Phượng trải nghiệm thì cả nhà biết không anh trai chính là động con đường này một gọi là một cách đầy niềm tin ấy bởi vì cái ngày mà anh trai khỏe đó là Phượng về thì cả nhà ôm nhau khóc bởi vì anh có lại được sức khỏe và anh thì vì ở ngoài ngoài Bắc á, là con trai cả là một cái người rất là quan trọng trong cả cái dòng họ luôn tại vì anh là con trai cả trong một cái đầu cành đầu họ nữa cho nên quan trọng lắm và khi mà anh khỏe mạnh như vậy thì mình rất là tự tin đi lan tỏa giá trị của Siri Ok, cảm ơn không biết bạn. là mạng của nó có bị dịch 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 Nghe được em ạ. Rồi, yeah. bạn Tâm còn câu hỏi, bạn bạn Lanh đúng nhỉ? Bạn Lanh còn còn câu hỏi gì không em? Bạn đợi đợi chút cần. Rồi, em bật mic đi. Em á thì em vẫn cứ muốn hỏi thống lĩnh là bản thân anh, gia đình anh, bản thân anh rồi mọi người xung quanh anh khi mà xài xài cái sản phẩm này á là ví dụ như bệnh như cái bệnh mãn tính của anh trai em liệu là nó có hỗ trợ điều trị hay không? Hay là nó chỉ là tạm thời ức chế trong cái thời gian mình sử dụng thuốc. Ý là em muốn biết như thế. Rồi, Còn cảm ơn cái câu hỏi của em. mình tự là em thì em chưa có em từ trước giờ em chưa có xài một cái thực phẩm chức năng gì hết. Thứ nhất nữa, thứ hai nữa là không phải là người em không bệnh mà về cái xương khớp hay là về cái gì thì em cũng chưa bị cái gì hết. Nên là em cũng không biết là bây giờ em muốn lựa chọn cái sản phẩm nào để dành riêng cho mình ấy. Em năm nay Nên bao nhiêu tuổi rồi? em bằng lý, em học em bạn học của lý ạ. Em có muốn 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa da vẫn căng hồng, mắt vẫn sáng long lanh, cơ thể vẫn săn chắc, điện nước vẫn đầy đủ. Em có muốn điều đấy không? Thì tất nhiên ai cũng muốn nhưng mà ý là như vậy thì mình cứ phải uống phẩm đều đều vậy ạ. Ở đây không không bắt ai phải hết. Ý là không, Mấu nếu chốt như là như thế này. ý là em hỏi anh là nếu như mà mình muốn điện nước đầy đủ hay là làn da đẹp rồi là mắt sáng như thế trong 15 năm nữa hoặc là 20 năm nữa thì ý em nói là từ đây cái lúc đấy thì mình vẫn phải ý là mình nếu mà mình muốn như thế thì tất nhiên là mình phải học rồi đúng không Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình vẫn sống như những gì mình đang sống. Mình vẫn ăn, vẫn uống, vẫn hít thở như những gì người người khác đang ăn, đang uống, đang hít thở đúng không? Đấy, và em quan sát chị em và xem. Ngày nay 35 40 tuổi là bắt đầu nám này, bắt đầu thoái hóa loãng xương này, đấy giống như bạn Phượng vừa rồi cũng thoát vị cổ này, loãng xương này. Đấy. Rồi đúng không? Là 4 5 50 là bắt đầu sao già này, nhăn nheo này, cáu gắt này, cáu bẩn này. Đấy, đấy là sống theo cách bình thường. Đấy, đấy là còn chưa nói về rủi ro về nào là ung thư vú này, ung thư tử cung này, đúng không, là tuyến giáp này,
rồi đủ thứ, thậm chí là sợ có người còn còn mất mạng, thấy không nào? À đấy, thế thì nếu mình không muốn cái hình ảnh, cái câu chuyện của mình xảy ra 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15, 20, 30 năm nữa như những người sống theo bản năng, sống theo thông thường, thì mình có thêm một sự lựa chọn là mình sử dụng CV cộng với lại cái phong cách sống lành mạnh để mình tránh những cái rủi ro đó, và cái quyền lựa chọn là của mình. Một người thông minh như em chọn theo cái cách sống là chờ đến bệnh tật, chờ nhăn 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 nheo, lúc đấy bắt đầu mình mới làm phẳng nó đi, hay là ngay giây phút này, ngay bây giờ mình biết chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mình để mình sao mình tránh những cái đó. À em chọn cái gì nào? Nhưng mà em trước khi em chọn thì em hỏi anh nhé. Ừ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Hôm nay anh bước sang tuổi 46. 46 tuổi. Ừ. Anh xã Ông xã em sinh năm bao nhiêu? à, ông xã em sinh năm 84. 84. À, bây giờ thế nào? Sức mạnh nam giới thế Nói chung thì nói chung ấy là nam giới bây giờ em nói thật là theo em được biết ấy, thì nam giới hoàn toàn như là yếu sinh lý, không à? phải là ví dụ như là trong cái quá trình mà quan hệ ấy, thì là nó ở xung quanh nhà em ấy, thường thường là các chị cùng chia sẻ với nhau ấy, thì thường là nam hay hay bị À đấy. Em có biết lý do tại sao không? thì tất nhiên em biết mà. Ừ. Thế thì vào đây đấy, không những xạo giúp mình mà còn bảo vệ được sức khỏe cho ông xã mình, và cũng như vậy là nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình mình, đúng không? Phần lớn đàn ông cũng thế thôi. Bây giờ có những cái nghiên cứu, nếu như sống theo thông thường mà không có biết chăm sóc bảo vệ sức khỏe một cách chủ động, không những vậy ấy, mà lại có những người còn tự đầu độc bản thân, như là uống rượu này, giống như là hút thuốc này, đúng nào ấy, rồi lại còn hay suy nghĩ tiêu cực, ví dụ cáu bẩn rồi vân vân ấy, thì cái sức khỏe nó suy giảm một cách kinh khủng khiếp. Và có những cái số liệu thống kê, những cái điều tra xã hội học nó chưa đầy đủ, nhưng nếu như sống theo bản năng thông thường, khoảng 70% nam giới 40 tuổi trở lên, thậm chí còn trẻ hơn, là đều bị trục trặc về vấn đề sinh lý. Đấy, thế thì vì sao? Rất đơn giản thôi, vào đây em sẽ hiểu và em sẽ học đấy. Và người khác thế nào cũng không biết, như cần sử dụng CV cho đến ngày hôm nay là 7 năm 2 tháng 20 ngày đấy, và cái tuổi bước sang tuổi 46 này nó không khác gì cái tuổi 30 cả. À, đấy, và em hãy tin là cấp độ trải nghiệm và giúp đỡ chồng em nhé. À, em có mong muốn điều đó không? Không, chồng em thì rất là bình thường, nhưng À mà chị ấy, các chị ở xóm thì cũng chia sẻ với nhau ấy, giúp nói cho các chị ấy đấy. Ok đấy, thế thì có gì nhưng mà anh xài sản phẩm nhưng mà cũng không trẻ lắm. trời ơi, cái quan trọng là em cái nhìn trẻ hay là khỏe hay không ấy. Nếu mà em biết anh trước kia da như da cóc, ngày xưa là mặt là mụn nhiều lắm và rỗ thì cực kỳ sâu đấy, và ngày xưa thì tự ti lắm, đứng trước các người phụ nữ giống như em ấy, ngày xưa tự ti lắm, không dám nói như này đâu đấy. Và càng ngày ấy, thì cái da này này nó đỡ rỗ đi và nó cứ đầy dần đầy dần. Quan trọng hơn là gì, cái sắc tố da ngày trước nó xám xịt ấy, và bây giờ nó sáng hồng hơn, tức là sao, mình so với mình trước kia, chứ anh không so anh với những cái người đàn ông khác là trẻ hay với vân vân, so với bản thân mình này này. Đấy, mình thấy mình tiến bộ và khá hơn mình ngày xưa, là một cái phiên bản hoàn toàn khác. Đến bà xã anh còn phải wow, tại sao mà ngày xưa da gì mà xấu thế mà bây giờ nó đỡ đi rất là nhiều, ví dụ như vậy đấy. Thế thì còn tất nhiên góc độ nhìn thì mỗi người sẽ nhìn khác nhau thôi, nhưng sau này vào đây em sẽ hiểu. À, anh tin là một ngày đẹp trời em sẽ hiểu. Ok. Anh còn có hỏi gì không em? Đấy, và cũng cảm ơn bạn bạn Lanh nhỉ, bạn Lanh hay bạn Lanh gì đấy, mà chia sẻ góc nhìn của bạn Lanh, chứ không nhiều khi mình cứ giàu trí tưởng bởi các tư vấn viên của mình sao khen mình thủ lĩnh trẻ thế, mà nhiều người khen lắm, thế mình chết dở. Cảm ơn cái chia sẻ của bạn Lanh. Xin mời các anh chị em khác, ai có câu hỏi gì bật micro.
Em Thủ Lĩnh ơi. Xin mời Thủ Lĩnh với Tây Nguyên. Vâng, anh Thủ Lĩnh ơi, hôm nay thì em cũng đang có một một em cũng đang ở trên mạng này cũng đang tìm hiểu. Nhưng mà em này thì cũng là phụ huynh, nhưng mà phụ huynh ở con thứ hai nhà em chứ không như là anh chị là phụ huynh con đầu nhà em. Thế thì vâng, bạn thì cũng đang có một cái niềm tin hạn chế là trước đây bạn cũng đã biết công việc này rồi, một cái công việc cũng kinh doanh về MLM á, nhưng mà nó cũng chưa thành công. Nhưng hôm nay thì từ đầu đến giờ thì cũng chưa mạnh dạn để giao lưu. Nhưng mà thực sự thì em cũng muốn là nếu như mà Trần Hằng mà hôm nay gặp anh Cường thì chắc chắn là Trần Hằng đã sẽ có cái góc nhìn về bản thân mình nó khác với những gì em đang suy nghĩ. Nên là anh sẽ là người giúp em đấy xây dựng lại được cái niềm tin ở chính bản thân mình. Thì em muốn là Trần Hằng lên giao lưu cùng với anh Cường nè. Trần Hằng bật mic đi em. Xin mời bạn Trần Hằng. Chị Hương lại làm khó em thế, tại vì em không giỏi ăn nói. Em chào mọi người ạ. Okay. Trước đây thì em cũng tham gia một cái công ty, đó là công ty Noni Vina, anh biết không ạ? Yeah. Vâng, đấy, từ năm 2006. Thế nhưng mà cái thời gian đấy thì cái hệ thống, Internet nó không được phát triển như bây giờ. Nếu mà mỗi một khi mà muốn tham gia một cuộc họp như thế này thì tất cả mọi người đều phải di chuyển đến một địa điểm để gọi là tổ chức hội thảo đấy, chứ không phải là ngồi tại nhà để mà nghe những cái chia sẻ như thế này. Thì em cũng đã tham gia nhưng mà trong vòng 2 năm rồi. Thế nhưng mà em không thành công ở cái hình thức kinh doanh này nên là em nản lắm. Có những niềm tin hạn chế đúng không? Nè. Chính xác. Ok. Mặc dù là hồ sơ của em cũng sát sao lắm, thế nhưng mà em cảm thấy nó cứ thế nào ấy. Thế thì cách đây một năm rồi chị Hương chị cũng có chia sẻ với em. Nhưng em bảo là chị ơi, em bây giờ đang kinh doanh truyền thống, em bận lắm, em tham gia đâu. Thế thì hôm qua thì chị Hương lại gọi cho em hỏi thăm nhau một chút thôi. Thế xong rồi chị bảo là hay là em cứ vào em nghe mọi người chia sẻ đi. Thì vâng, hôm nay em vào em nghe mọi người chia sẻ và em cũng thấy sản phẩm của bên mình thì như mọi người chia sẻ thì mà những người đã từng sử dụng thì có hiệu quả rất là tốt. Còn hiệu quả kinh doanh thì em cũng đã được nhìn thấy từ bản thân chị Hương rồi, nhưng mà em vẫn không tự tin ở bản thân mình. Ok, cảm ơn Trần Hằng. Bao nhiêu anh chị em thấy là Trần Hằng giao tiếp rất giỏi, giơ ngón tay cái. À đấy, em thấy không? Mọi người đều nhìn thấy em giao tiếp rất giỏi mà em chưa nhìn thấy ngay bản chính em đúng không? Đầu tiên em nói là em không có khả năng ăn nói, nhưng mà thực sự ấy, là khả năng ăn nói của em là vượt trội hơn rất là nhiều người. Ngay từ những ngày đầu Cường làm nó còn rất u ớ. Thực sự là Cường cũng rất là thấu hiểu và rất chia sẻ với bạn Trần Hằng. Trước khi lựa chọn CV là Cường đã có hai cái sự lựa chọn trước đó rồi. Hai cái sự lựa chọn mất 4 năm 4 tháng. Hằng mới mất có 2 năm thì chuyện bình thường. Cường mất 4 năm 4 tháng. Và sau 4 năm 4 tháng đấy Cường học được một cái bài học vô cùng đắt giá và rất sâu sắc, và biết chính xác rằng nếu có những người làm kinh doanh theo mạng 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, nếu không học được bài học đó vẫn không thành công. Và bài học đó là bài học gì thì Cường sẽ chia sẻ với bạn rất đơn giản như này. Mọi thứ đầu tiên nó phải bắt đầu từ tư duy đã. Mọi thứ bắt đầu từ tư duy, và tư duy nó sẽ quyết định, dù hàng kinh doanh truyền thống hay network cũng thế thôi, nó sẽ quyết định ít nhất khoảng 80% sự thành công của công việc. Thế thì đầu tiên đấy là tư duy về sự lựa chọn. Nếu mà mình lựa chọn mà nó nhầm ấy, thì có mình có nỗ lực đến mấy, giỏi đến mấy, sponsor của mình có nhiệt huyết đến mấy, mình cũng không thành công được. Và hai cái công ty đầu tiên nó cho Cường cái bài học đó là sai về sự lựa chọn, bởi vì công ty còn không tồn tại và phát triển được thì làm sao mình kinh doanh thành công được. Và Noni cũng thế thôi đúng không? Đấy, Noni cũng đã thành công ở Việt Nam, đã rút giấy phép. Thế cho nên là nếu mà mình lựa chọn một cái công ty mà bản thân công ty nó không thành công được thì mình có tài thánh mình cũng chịu, không cách nào mình thành công được. Cho nên là cái sai đầu tiên, tức là tư duy sai về sự lựa chọn. Và phần lớn những người làm kinh doanh theo mạng lần đầu không biết gì về sự lựa chọn đấy.
và chỉ tin một ai đó để chúng ta bắt đầu thôi. Và cơm thế mà hai cái công ty đầu tiên là mình hoàn toàn cảm xúc và có hiểu gì đâu mà lựa chọn. Mình lúc đấy là ngày xưa Cường làm công ăn lương 9 năm, làm nhà báo rồi làm dầu khí, chưa bao giờ kinh doanh ở ngoài. Cho nên là ví dụ như kinh doanh ấy, cái nền tảng của công ty như thế nào này, đúng không? Họ làm chủ động về khoa học, về sản xuất, về nguyên liệu ra làm sao này, rồi cái chính sách kinh doanh của họ như thế nào là mình không có hiểu, rồi sản phẩm nó mang lại giá trị nhưng cái khả năng cạnh tranh trên thương trường như thế nào, ngày xưa mình đâu biết những cái câu chuyện đó vì không biết như vậy. Thế cho nên và khi mình đã tìm được CV, mình đã lựa chọn được CV và trong sâu thẳm trong trái tim của Cường là cái đối tượng mà Cường muốn phục vụ nhất ấy, phục vụ trực tiếp ấy, là những người đã từng làm kinh doanh theo mạng, yêu kinh doanh theo mạng, nhìn thấy con đường nhưng chưa biết lý do vì sao không thành công. Đấy. Và mình muốn sao? Mình muốn giúp đỡ những người như vậy để cùng nhau phát triển. Đấy. Và bởi vì những người đã từng làm kinh doanh theo mạng là những người đương nhiên yêu sức khỏe và có khát vọng tự do, đấy là điều chắc chắn. Có phải không? Nhưng mà có nhiều người chưa biết lý do vì sao chưa thành công. Số 1 là tư duy sai về sự lựa chọn. Cái số 2 ấy, là không hiểu về nghề. Không hiểu về nghề. Cái nghề kinh doanh theo mạng này nếu mà hiểu về nghề thì mình sẽ yêu và mình đam mê nó lắm. Nó không phải là buôn bán mấy cái sản phẩm thực phẩm chức năng, no. Mấy cái thực phẩm chức năng nó chỉ là cái phương tiện, nó là công cụ thôi. Nghề này đó là nghề trở thành thầy cô giáo, thủ lĩnh, truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ và dẫn dắt những con người có ước mơ vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ. Chứ nó không phải là nghề kinh doanh theo kiểu người ta hiểu như thông thường có mua và bán. Đương nhiên ở đây có mua và bán nhưng cái đấy nó rất ít thôi. Thế cho nên là vì không hiểu nghề thế cho nên là người ta làm nó không đúng. Và đặc biệt là cái giai đoạn em làm ấy, là cái giai đoạn lúc đấy pháp luật Việt Nam mới cho phép cái ngành kinh doanh này được hoạt động ở Việt Nam. Chưa có những nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp, chưa có những người hiểu về nghề. Và phần lớn là do mấy cái ông nước ngoài ông đưa về đây ông ấy chia sẻ. Và Cường cũng quan sát có rất nhiều thủ lĩnh nước ngoài có người tốt nhưng có rất nhiều người vào đây làm bậy. Đi gieo rắc lòng tham, gieo sự lười biếng và làm nó không đúng bản chất cái nghề này. Và nó tạo ra rất là nhiều những cái sự méo mó trên cái thị trường này. Đấy, và chính vì vậy mà cũng phải cảm ơn những người như vậy. Thì ngày hôm nay S69 mới có việc để làm. Để cùng nhau vẽ lên một cái bức tranh tuyệt đẹp về cái ngành kinh doanh này. Để tạo ra những câu chuyện, những con người hạnh phúc và có ý nghĩa thực sự. Thế còn bạn cứ vào đây, bạn cứ học tập một cách giống như ly nước rộng ấy, buông bỏ tất cả những cái gì đã biết đi và Cường tin tưởng tuyệt đối chỉ 3 tháng thôi. Bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và bạn sẽ wow, bây giờ mình mới hiểu lý do vì sao ngày xưa mình chưa thành công, lý do vì sao mình có những cái hạn chế, những cái niềm tin hạn chế từ bên trong. Có nhiều người như bạn lắm, rất nhiều à, đấy, và ngày hôm nay họ thay đổi và cuộc đời hoàn toàn khác. Đấy, thế thì đấy là chia sẻ một chút xíu với lại bạn là Trần Hằng. Thế không biết là Trần Hằng có câu hỏi gì thêm không? Xin mời. Em cảm ơn. Thế thì khi nào mà có thắc mắc gì nữa thì em sẽ hỏi trực tiếp chị Hương. À. Còn nếu có cơ hội được gặp anh nữa thì em sẽ hỏi anh. À, chắc chắn là nếu mà đồng hành cùng với lại chị Hương trong S69 thì cơ hội ta gặp nhau trực tiếp hoặc gián tiếp là đương nhiên. Đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Ok. Rồi, chúc cho bạn Trần Hằng mọi điều tốt lành và Bùi Thanh Hương giúp đỡ bạn Trần Hằng nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Xin mời anh chị em khác. Tôi, Phan Vâng, xin mời anh Phan Thái. Em Thái đây anh Cường ơi. À, ừ, ui giời ơi. Nó chưa hiện hình lên. Rồi, Vâng. Thái nói đi em. Em hỏi hơi ngoài lề một chút thôi nhưng mà nó em đang cần phải lên công ty chiều nay nên em xin phép ngắt phòng Zoom thì hỏi anh luôn. Thì có cái phần về hợp đồng, em xin hỏi về hợp đồng ngoài lề một chút. Thế là có cái phần mà ở chỗ số chứng minh nhân dân ấy thì của em nó lại bằng căn cước nên là cái chỗ mà em nơi điền cấp ấy số căn cước vào. không, nơi cấp thì nó in ở đây là không đủ để điền số căn cước thì mình có thể điền xuống dưới cái phần dành cho người không có quốc tịch Việt Nam được không hay là Được, vì ở đây có mấy ô thôi được em, mình cứ điền điền xuống dưới là ok đi. được Rồi rồi ok. ok Vâng, vì vậy thôi chiều em lên trên nộp hồ sơ ở trên mà. Vâng, em rồi, cảm ơn cảm ơn Phát cả Thái. nhà mình nhá, và hơi làm phiền cả nhà một chút ạ. Thank you, thank you. Chị có em biết rồi.
Rồi, xin mời anh chị em khác. Ai còn câu hỏi gì không nào? Xin mời. Bây giờ cũng là 12 giờ kém 2 rồi. Xin mời một câu hỏi cuối cùng. Last but not least. Cuối cùng không kém phần quan trọng. À, nếu như không ai có ai câu hỏi gì cần lại tặng cả nhà một món quà, ai thích đón đón nhận quà thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà. Hôm nay có một hôm nay là ngày 20 tháng 11. Đấy, chính vì vậy là cái ngày nhà giáo đúng không? Đấy, một người mà ngày xưa làm 4 năm ngân hàng, rồi cũng 4 năm làm kinh doanh theo mạng ở các công ty khác. Đấy, và cũng chưa hiểu nghề, nhưng từ khi vào hệ thống S69 và hiểu thực sự cái nghề của một nhà kinh doanh theo mạng là như thế nào. Và ngày hôm nay bạn ấy có một cái tình yêu nghề, đam mê nghề, và bạn sẵn sàng chia sẻ với bất kỳ ai. Đấy, và bạn sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta cái sự thay đổi của bạn ấy như nào, cái sự nhận thức và cuộc đời của bạn đã thay đổi ra làm sao. Đấy, xin mời cô giáo truyền cảm hứng Hoàng Trà My chia sẻ 3 phút chia sẻ cho cả nhà cái nào. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Hoàng Trà My đến từ Hải Phòng. Em xin chào vợ chồng thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, Trần Thị Kim Dung cùng với tất cả các bạn khách mời ngày hôm nay. Được thủ lĩnh quảng bá mà hạnh phúc quá, đúng thực sự là như vậy ạ. Khi mà em làm ngân hàng 10 năm mà đến năm 2017 là em cũng bén duyên đến một ngành này, nhưng nó là một công ty khác. Và sau đó em làm 1 năm rồi em cũng lại có nhân duyên đến một công ty khác nữa. Và thực sự là em cũng lúc đấy là cái việc mà mình hiểu về nghề đấy, mình cũng không có hiểu về nghề đâu. Thế là khi mà mình có nhân duyên, mình biết đến S69, biết đến người cha giàu của mình là thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, thì thực sự khi về đến S69 em mới hiểu được nghề. Thì về đến S69 thì bản thân là chúng ta đã là một nhà tư vấn viên để giúp cho khách hàng, những người có nhân duyên được gặp, họ đã biết đến dòng sản phẩm và tập đoàn của chúng ta để hợp tác, để có thêm một cơ hội thay đổi cuộc sống. Nhưng mà nó là một cái phần rất là thiết yếu rồi. Thì đấy là phần thân ạ. Mình giúp cho khách hàng của mình, đối tác của mình được giàu về mặt thân, ăn siri để đẹp hơn. Nhưng còn về mặt tâm và mặt tuệ thì em mãi đến khi về đến S69 em mới được làm giàu cái thế giới bên trong này. Thì khi mà hiểu được điều đó, và nhất là khi mà em chưa gặp thủ lĩnh ở trên ngoài đời đâu ạ, em chỉ biết đến, em tìm đến thủ lĩnh qua mạng xã hội thôi. Nhưng mà khi em lục tung cả kênh YouTube của thủ lĩnh lên thì cái bài đầu tiên là em nghe được, đấy là bài số 1, là cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng để trở thành ai. Và lúc đấy em mới biết rằng là em phải là người sáng ước mơ, em phải là truyền cảm hứng á, em phải là người dẫn dắt họ. Nhưng ngày xưa mà khi mà đồng đội của mình gặp phải vấn đề ấy, thì mình lại rất là loay hoay, mình không biết thế nào để dẫn dắt bởi vì mình không có những cái bài học. Thì ở trong S69 nó có quy trình hết về tất cả những điều đó. Đến khi mà về em hiểu được nghề và em sâu sắc được cái điều đó, đã hiểu nghề rồi nhưng lại xoay được tâm của em, xoay hoàn toàn là mà hiểu được đúng bản chất là mình trở thành một người bán hàng giúp đỡ, là một người đi giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề, giống như cái tựa đề của tập 11 Cha giàu cha nghèo ấy ạ, là trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Bản thân là những năm ngày trước mình làm những cái công ty cũ, nhưng mình cũng chưa bao giờ làm giàu về tư duy, cũng chưa bao giờ làm giàu về tư duy, cho nên rằng là đến sách về ngành em đảm bảo là em cũng chưa bao giờ đọc. Thì em tin chắc chắn rằng những người làm cùng ngành với em đang làm hay là đang chăn trở hay đang loay hoay, em tin chắc là cũng chưa đọc đâu ạ. Nhưng khi mà em đọc được cuốn sách đấy, khi em về S69 thì em mới hiểu thấu về nghề của mình hơn. Mình là người yêu thương đi giúp đỡ, và đây là trường dạy yêu thương. Khi mà hôm nay có nhân duyên được gặp những khách mời mới thì hãy dấn thân ạ. Em mọi người hãy dấn thân, hãy tìm hiểu thật sâu sắc về S69, hãy đắm chìm với nó, hãy nghe tất cả những cái gì mà có thể nghe được, và lúc đấy là dựa vào cái niềm tin hiểu biết sâu sắc của mình, được là mình không nên là mình sẽ đỡ bị mất đi nhân duyên. Và luôn luôn là em gặp những người mà có nhân duyên em được gặp ấy, là em luôn luôn là nói về nghề để cho họ thấu được, họ hiểu được tất cả những cái gì mà trước giờ là mình đang sai. Và cái bài học của mình chỉ là đi kể chuyện lại là những cái gì mình đã sai thôi, vì mình nhận ra được bài học và từ đấy mọi thứ đã đến. Đấy, thế thì tất cả là thành công là mình tích lũy được nhiều bài học để chuẩn bị cho thành công ạ. Em xin cảm ơn ạ.
Cảm ơn thủ lĩnh rất Ok, là chia sẻ. ơn nhà tư vấn việt nghiệp Hoàng Trà My đã truyền cảm hứng cho chúng ta. Đấy, và chúc cho tất cả các anh chị em nhân duyên là 107 anh chị em đang có mặt ở đây, đúng không? Đấy, có thiếu gì thì thiếu, đừng thiếu tiền. Có gì thì có, đừng có bệnh. Đấy, mà trước khi làm giàu về vật chất thì mình cần phải hiểu quy luật. Bởi vì đơn giản thôi, người thành công là người hiểu các quy luật của vũ trụ, các quy luật tự nhiên, học và vận hành theo các quy luật. Giàu có vật chất đấy là đến từ sự giàu có từ bên trong của mình. Đấy là giàu về tư duy, giàu về cảm xúc và giàu về tinh thần. Đấy, và khi chúng ta giàu về tư duy, giàu về cảm xúc, giàu về tinh thần và chúng ta có phương pháp làm giàu đúng đắn. Bởi vì sao? Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp, người bình thường cũng trở thành phi thường. Và chúng ta có một phương pháp để bất kỳ ai đều có thể khởi nghiệp kinh doanh. Bất kỳ ai đều có thể trở thành cái con người giàu có từ bên trong trước, rồi sau đó kết quả ra bên ngoài, đúng không? Đấy, và anh chị em chúng ta biết đến nhau, hãy tìm hiểu, hãy trân trọng nó và dấn thân, thì Cường tin chắc chắn 100% con người mình thay đổi. Và khi con người mình thay đổi, tức là tư duy thay đổi ấy, thì bắt đầu cuộc đời mình thay đổi và những thứ xung quanh mình thay đổi. Đấy, và thay đổi theo hướng tốt lên. Rồi, chúc cho cả nhà có một bữa trưa ngon miệng, có những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Đấy, đã mất công nghĩ thì nghĩ lớn, đã sống thì sống cho thoải mái, sống sung sướng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Bye bye cả nhà. Bye Bye bye. bye. Bye bye cả nhà. Chào tất cả. Xin chào cả nhà.